dân tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây quyền phong quyền của toàn dân, dân đến điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây bữa đi nữa vui ha. Không vui không vui vui không mệt không mệt chứ lên sẽ ngủ nha chứ lên sẽ ngủ ngủ dạ ma bé cưng tuyệt nhiên những phóng tả thiên hồn thầy hà nghiệp lỗ lai sơn phẩm nhũ tỉnh thành an ủ bại hưng Ngày 6 tháng 11 vừa qua, tại Geneva, Thụy Sĩ, gần 2.000 người đã tụ họp tại Place de Nation, nơi có chiếc ghế ba chân để biểu tình. Trong khi đó, đối diện với công trường này là trụ sở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nơi đang diễn ra cuộc kiểm điểm định kỳ về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Từ 9 giờ sáng, một đoàn người đông đảo gồm các sắc dân Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Việt Nam, v.v. đã tụ họp trước cung điện Wilson và diễn hành trên một đoạn đường dài gần 2 km đến Place de Nation. Đúng 10 giờ, từ một diễn đàn được dựng lên phía sau chiếc ghế gãy, đại diện ban tổ chức đã lên nói lời chào và cảm ơn các quốc gia tham dự. Duy Ngô Nhĩ là quốc gia đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này và họ mời một số quốc gia là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của Trung Cộng như Tây Tạng, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Việt Nam, v.v. để cùng tham gia biểu tình. Về phía Việt Nam, phong trào giới trẻ vì nhân quyền với người sáng lập là luật sư Trần Kiều Ngọc được mời tham dự. Một ban tổ chức sau đó được thành lập để tham gia cuộc biểu tình này gồm có phong trào giới trẻ vì nhân quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và phong trào Việt Hưng. Thành viên của phong trào giới trẻ vì nhân quyền đến từ Úc Châu, anh Hoàng Minh Hùng chia sẻ. Họ tổ chức và mời gọi nhóm giới trẻ thế giới vì nhân quyền của Kiều Ngọc tham dự và Kiều Ngọc đã thông báo cho tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới. Và quý vị thấy hôm nay rất là nhiều người về từ Âu Châu, từ Mỹ Châu, từ Úc Châu, đặc biệt có một số người ở rất là xa cũng tham dự. Thầy Thích Quảng Đạo, Chùa Khánh Anh, đồng tổ chức cuộc biểu tình, cho biết suy nghĩ của thầy. Dạ, thì bây giờ thì chúng tôi cũng nghe nói rất là nhiều về bên đàn áp bên Trung Cộng, mỗi ngày mỗi quán liệt. Thì nhân cơ hội thì chúng ta cũng cố động để làm sao cho quê hương mình không bị vào tay của Trung Cộng giống như của Tây Tạng. Gần 300 người Việt từ Pháp, Đức, Na Uy, Đan Mạch, Úc, Mỹ, v.v. đã hưởng ứng lời kêu gọi này và tập trung tại Geneva với cờ và biểu ngữ gồm những nội dung chống bành trướng Trung Quốc và phản đối việc vi phạm nhân quyền. Một vài tham dự viên cho biết lý do họ tham gia cuộc biểu tình này. Cái tinh thần dân tộc của mình vẫn còn trong cái dòng máu. Vậy cho nên khi mà em nghe tất cả mọi người từ trên các nước tụ tập về đây để mà đi đòi hỏi cái tiếng nói nhân quyền, cho nên em cũng đồng hành với những bạn bè tới đây. Không có thể nào em để yên được. Cái đó là cái lương tâm. Mỗi tiếng nói cũng giống như một cái lá bầu cử. Cho nên tôi lúc nào cũng có cố gắng để tham dự các cuộc biểu tình.
Và đây cũng là dịp mà chúng em được may mắn, được làm quen với lại những nước mà cũng bị đau khổ giống như đất nước Việt Nam mình. Tôi là người Duy Ngô Nhĩ. Tôi đến đây để lên tiếng cho cha mẹ tôi bị bắt vào trại tập trung đã 1.5 năm nay. Hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị bắt vào các trại tập trung. Tôi đến đây để tố cáo Trung Quốc. Tự do cho Duy Ngô Nhĩ, tự do cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Freedom for Uyghur and freedom for Uzbekistan. Tôi thấy chương trình này có ý nghĩa, cho nên người Việt Nam mình cùng với góp tiếng nói với những đồng bào đã bị Trung Cộng đàn áp nhân quyền. Mọi người tham dự đều đồng loạt lên án tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Trung Quốc. Quá tệ hại. Tất cả các nước nào mà theo Cộng sản đều họ là vấn đề nhân quyền, họ rất là tệ hại. Tôi cũng có cái kinh nghiệm ở sống ở Đức mấy mươi năm nay, thì đất nước Đông Đức là từ hồi chia đôi tới nay là khi mà được thống nhất là những con đường xa lộ hoặc là tất cả những đường xá là hồi xưa làm sao là họ để y như vậy. Cuộc biểu tình được xem là rầm rộ và quy mô, kéo dài từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa với các bài phát biểu của đại diện các sắc dân Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Việt Nam, v.v. Trong cuộc kiểm điểm định kỳ về nhân quyền, mỗi đại diện hay quan sát viên chỉ được phát biểu tối đa 2 phút. Ông Nguyễn Hoàng Bảo Việt, Phó Chủ tịch Hội Văn Bút Quốc tế tại Thụy Sĩ, người đã tham gia trực tiếp diễn tiến UPR, cho biết các cáo buộc về vi phạm nhân quyền của các quốc gia đối với Trung Quốc sáng nay. Hầu hết các nước ở Âu Châu mà dân chủ, và Úc Châu, Tân Tây Lan, Nhật Bản, nhất là Nhật Bản, và những nước Đông Âu cũ đó, đều là đưa ra những khuyến cáo liên quan tới cái vấn đề tự do phát biểu, tự do ngôn luận, việc đàn áp các dân tộc mà thiểu sắc tộc thiểu số ở Trung Hoa, dân tộc Uyghur, dân tộc Tây Tạng, dân tộc Mông Cổ và Hồng Kông, đặc biệt là Hồng Kông. Năm nay Hồng Kông nói rất nhiều về cái chuyện mà Trung Cộng tìm cách để mà bóp nghẹt cái quyền tự do ngôn luận và in sách báo tự do của những nhà văn, những nhà báo ở Hồng Kông. Còn những nước khác thì hầu hết thì họ chỉ nói sơ sơ đại khái là ca ngợi Cộng sản, nhất là Việt Cộng, cũng như là Campuchia. Một số nước khác nữa ở Trung Mỹ, Nam Mỹ hay là ở Phi Châu thì cũng có phát biểu, cũng có liên quan tới vấn đề nhân quyền. Nhưng mà thực sự mình chỉ có thể trông cậy vào những cái nước dân chủ ở Âu Châu, gồm cả Đông Âu cũ và các nước ở Thái Bình Dương, đó là Úc Châu, Nhật và Tân Tây Lan đó. Lẽ cố nhiên là có Hoa Kỳ cũng nói nêu tên một số những cái tù nhân Trung Hoa, dân dân. Và dĩ nhiên Trung Quốc tìm cách bác bỏ các cáo buộc này, nhắc lại rằng là Trung Cộng không có thi hành một số những khuyến cáo mà họ chấp nhận trong kỳ khảo sát trước, và đồng thời cả những khuyến cáo mà bây giờ người ta đưa ra thì Trung Cộng cũng tìm cách chống chế và bác bỏ, nói rằng là nghĩa là những người bị bắt giữ, giam nhốt thì chỉ là vì vi phạm luật lệ của Trung Cộng mà thôi. Xen lẫn giữa những bài phát biểu là những khẩu hiệu chống Trung vang thật xa, như thể muốn bay đến cuộc kiểm điểm nhân quyền đang diễn ra bên kia đường. Biểu tình viên trẻ nhất 4 tuổi tung tăng bên cha, hay những người Pháp đội đón lá, một phụ nữ chống gậy cũng có mặt trong phái đoàn, làm cho cuộc biểu tình thêm đa dạng. Cuộc biểu tình cũng được đưa tin bởi các cơ quan truyền thông lớn như Reuters, AFP, v.v. Ông Nguyễn Hoàng Bảo Việt vui mừng trước sự thành công về sự liên kết giữa các sắc dân bị đàn áp bởi Trung Cộng. Sự hiện diện ngày hôm nay trước trụ sở Liên Hợp Quốc của đồng bào Việt Nam chúng ta cũng như là các dân tộc bị áp bức khác là một cái bằng chứng hùng hồn rằng là những cái thế lực quốc tế mà đen tối, dầu có sự đồng lõa của một số cường quốc nào đó vì quyền lợi riêng tư của họ, cũng không thể dập tắt được tiếng nói của nhân dân tộc bị áp bức, mà biết liên minh với nhau, biết thương mến nhau và sẽ tranh đấu cho tới cùng để mà đòi lại cái nhân phẩm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên có một cuộc biểu tình liên minh ở tầm vóc quốc tế. Những tham dự viên hy vọng sẽ có thêm những sự kết hợp như thế trong tương lai. Mình nên cùng bắt tay với các nước khác để mà lên tiếng cho nhân quyền của Việt Nam và lên tiếng cho nhân quyền của những người dân khác đang bị áp bức. Người Việt mình phải chung tay với nhau, không một người không có làm được, nhưng mà nhiều người Việt Nam đứng lên nắm tay với nhau thì chắc chắn sẽ được. Vì các bạn trẻ chúng ta cùng chung tay cứu đất nước của mình, cứu thân nhân của mình, cứu dân tộc mình khỏi thảm họa lưu vong và diệt vong bởi Tàu Cộng.
UPR, còn được gọi là kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, là một cơ chế kiểm điểm nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 4 năm một lần, vấn đề nhân quyền của 193 nước thành viên sẽ được đem ra xem xét. Mỗi lần kéo dài 2 tuần, với khoảng 14 đến 15 nước sẽ được đem ra rà soát về nhân quyền. Kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm tới.